Thì trên đây là cái mẫu chậu tròn 1 mét như bạn. Thì các bạn quay cái lồng cát xong thì chế cái lớp hầu dầu đầu tiên bên dưới cái dành miệng chậu. Cái này lật lên cạo miệng nó dễ dàng hơn. Thì tiếp theo sau đó thì các bạn chế qua cái lớp hầu cát nó lỏng để cố định cái lồng cát chậu lại. Thì sau đây là mời các bạn theo dõi toàn bộ cái kỹ thuật làm hoàn thiện cái chậu 1 mét này nha.
Thì trên đây là mẫu chậu tròn 1m mà buổi sáng hôm nay Trung đã quay và hướng dẫn kỹ thuật hoàn thiện cho bạn. Thì cái mẫu chậu này thì bên cơ sở có cung cấp khuôn, bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn chậu thì các bạn liên hệ với Trung. Thì số điện thoại của Trung là 03 239 4288, hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì bên cơ sở có cung cấp nước sơn, bột màu, keo sơn chậu, các bạn có mua thì ủng hộ Trung nha. Thì cái video hướng dẫn kỹ thuật làm chậu 1m tới đây là kết thúc. Thì cuối video Trung chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.